Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Hoan hỉ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và đời sống tâm linh. Kính thưa quý vị, theo dân gian xưa, cái răng cái tóc là gốc con người. Điều này có nghĩa tóc là một bộ phận của chúng ta. Việc cắt tóc vào những ngày âm khí nặng sẽ khiến cơ thể như mất đi một phần nào đó, dễ bị loạn hồn, mắc bệnh, xui xẻo và kém may mắn nguyên một năm. Mặc dù những quan điểm này hiện nay vẫn khiến nhiều người tin vào nó, nhưng nhiều người khác lại cho rằng quan điểm này không thiết thực, thiếu khoa học. Tuy nhiên, điều này còn tùy vào nhìn nhận của mỗi người. Bởi không phải khi không mà nhiều người lại cho rằng quan điểm này là đúng. Và trên thực tế, đã có rất nhiều người gặp ngay xui xẻo và đổ bệnh sau khi cắt tóc vào những ngày kiêng kỵ. Ngoài vấn đề nên cắt tóc khi nào, bạn cũng cần biết những ngày không được cắt tóc để tránh rước họa vào thân. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị hãy cùng Phú Quý Tài Lộc khám phá xem đó là những ngày nào bạn nhé. Có rất nhiều quan điểm cho rằng tóc không chỉ quyết định đến vẻ đẹp của con người, mà nó còn một phần quan trọng gắn liền với sinh mệnh, vận may của con người. Do đó họ cho rằng việc cắt tóc giống như chuyện cưới hỏi của đôi lứa, cũng cần chọn ngày lành, tháng tốt để mang lại nhiều may mắn và điều tốt lành cho chủ nhân. Đồng thời cần tránh những ngày không nên cắt tóc để không rước họa vào người và xua đuổi những điều xui rủi. Mặc dù những quan điểm này đa phần chỉ là thông tin truyền miệng, không có cơ sở khoa học chứng minh, nhưng vẫn được rất nhiều người tin tưởng, chú trọng và thực hiện theo. Một số người dù không tin, nhưng họ cũng không phản bác và mặc nhiên khi cắt tóc, họ sẽ chọn những ngày tốt nhất dành cho mình, đồng thời né những ngày kiêng cắt tóc. Bởi người Việt Nam chúng ta thường có câu, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Kiêng những điều không tốt cũng là một cách để mang đến bình an cho mình. Theo đó, cắt tóc cũng có ngày hung ngày cát. Xem lịch ngày cắt tóc tốt có thể giúp mọi người gặp nhiều may mắn và tránh được vận hạn, xui xẻo. Kiêng cắt tóc đầu tháng. Từ ngày xưa, ông bà ta rất kiêng việc cắt tóc vào đầu tháng. Quan điểm xưa cho rằng cắt tóc vào khoảng thời gian này sẽ khiến cả tháng bị tiền tài hao hụt. Chính vì vậy, vào những ngày này, các tiệm cắt tóc thường cho nhân viên nghỉ vì số lượng khách ra vào rất ít. Thậm chí cho tới ngày nay, dù không mang tính xác thực, nhưng nhiều người trẻ vẫn cho rằng có kiêng có lành nên thường sẽ không cắt tóc vào đầu tháng. Không cắt tóc trước kỳ thi. Ngoài việc rủ nhau lên chùa cầu may trước kỳ thi hay sờ đầu tượng rùa ở Quốc Tử Giám, các bạn học sinh, sinh viên còn truyền tay nhau rằng không được cắt tóc trước kỳ thi để có thể được điểm cao. Theo dân gian, vì tóc đóng vai trò giống như anten của não bộ, có vai trò thu nhận và phát kiến thức, giúp các học sinh, sinh viên vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng. Nên khi cắt tóc đi, khiến sự tiếp thu của não bộ bị đình trệ, dẫn đến kết quả thi không được như mong muốn. Tuy nhiên, rất dễ nhận thấy rằng đây là một quan niệm hết sức hoang đường, vì việc cắt tóc và tiếp thu kiến thức không có bất kỳ mối quan hệ nào với nhau. Nếu các sĩ tử muốn đạt điểm tốt trong kỳ thi, hãy lập cho mình một kế hoạch học tập thật khoa học và có chế độ ăn uống đầy đủ thì sẽ đạt được kết quả như mình mong muốn. Bà bầu không được cắt tóc vào ngày mùng 1 và 15 hàng tháng. Ông bà xưa cho rằng mái tóc gắn liền với sinh mệnh con người. Khi mang thai, ông bà xưa cho rằng nếu mái tóc gắn liền với sinh mệnh con người, nên khi mang thai, nếu người mẹ cắt tóc sẽ rút ngắn cuộc đời của đứa trẻ. Do đó người ta rất kỵ việc bà bầu đi cắt tóc. Nhưng trong thực tế, phụ nữ mang thai nếu cắt tóc ngắn sẽ giúp họ thoải mái hơn nhiều. Bên cạnh đó, việc bà bầu đến tiệm làm tóc để gội đầu hay làm đẹp đều không ảnh hưởng đến thai nhi.
Tuy nhiên, cần hạn chế tiếp xúc với các loại thuốc nhuộm hay tẩy tóc, vì trong những chất này có chứa nhiều thành phần độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi. Và tháng cô hồn không được cắt tóc. Theo dân gian, tháng cô hồn là khoảng thời gian do Diêm Vương mở cửa để những vong hồn có thể trở về dương gian thăm viếng gia đình của mình. Việc cắt tóc vào ngày này khiến cơ thể bị suy yếu, dễ bị ma quỷ xâm nhập, quấy rối. Nhưng thực chất đây chỉ là những việc được dân gian truyền miệng, chứ không dựa trên bất kỳ cơ sở khoa học nào. Vì vậy chúng ta không cần phải quá kiêng kỵ trong việc cắt tóc vào tháng cô hồn. Không cắt tóc khi đang trên xe ô tô. Khi đi ô tô, chúng ta cũng không nên chải tóc, bớt tóc, cắt tóc hay thậm chí là nhổ tóc sâu. Bởi theo dân gian, những sợi tóc rơi trên xe sẽ báo hiệu sự không an toàn, điều gở hay tai nạn giao thông. Không cắt tóc hay làm tóc khi nhà có tang. Nếu nhà có đám tang, người mang tang không được phép cắt tóc từ ngày biết tin sẽ đến 100 ngày sau. Đây không chỉ là một điều kiêng kỵ, mà còn là một văn hóa truyền thống hầu hết ai cũng phải làm theo. Việc không cắt tóc nhằm mục đích bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng và tưởng nhớ đến người vừa khuất. Đồng thời, theo quan điểm xưa, nếu cắt tóc khi đang mang tang sẽ khiến dung mạo thay đổi, vong linh người vừa mất không thể nhận ra bạn được nữa. Ngoài những ngày không được cắt tóc trên, vẫn còn một số thời điểm bạn cần chú ý như cắt tóc vào ngày mùng 7 âm lịch, điểm báo gặp phải kiện tụng, tranh chấp. Cắt tóc vào 12 và 29 âm lịch, rủi ro về tài chính, kinh tế. Cắt tóc vào ngày 16 âm lịch, gặp trở ngại hay khó khăn trong cuộc sống. Cắt tóc vào ngày 21 âm lịch, nguy cơ ốm đau, bệnh tật. Cắt tóc vào ngày 23, gặp phải khó khăn, vất vả trong công việc. Đây là những ngày kiêng kỵ cắt tóc cũng như hệ lụy đằng sau nó. Dù tin hay không tin, tốt hơn bạn vẫn nên tìm hiểu và phòng tránh để không khiến bản thân rơi vào thế khó, không may mắn, có được cuộc sống an lành nhé. Vậy nên cắt tóc khi nào? Nhiều bạn cho rằng việc nên cắt tóc khi nào chỉ cần loại bỏ những ngày tối kỵ không được cắt tóc là xong. Tuy nhiên, đối với những người làm ăn, kinh doanh hay làm việc đại sự, họ thường sẽ lựa chọn những ngày đẹp để cắt tóc chứ không hề cắt bừa. Cụ thể, một số ngày cắt tóc giúp mang đến sự may mắn, sức khỏe và tiền tài như cắt tóc vào mùng 3 sẽ khiến tinh thần thoải mái, công việc thuận lợi. Mùng 4, rước lộc vào nhà, sinh khí trong gia đình tốt. Mùng 8, mang lại sức khỏe, tuổi thọ và nhiều điều may mắn. Mùng 10, mang lại may mắn trong công việc hoặc sắp tới sẽ có niềm vui. Ngày 11, ngày tốt để cắt tóc cho bé, giúp bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn và thông minh. Ngày 13, tinh thần phấn chấn, hiệu quả trong công việc và sự thăng tiến. Ngày 26, ngày đẹp để cắt tóc làm gia tăng. Và nếu cắt tóc vào những ngày trên, liệu có xả xui được hay không? Trong đời sống của người dân Việt Nam, việc cắt tóc xả xui được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Điều này đã đi vào tiềm thức của mỗi người, trở thành khái niệm tâm linh. Mọi người tin rằng việc cắt tóc có thể xua đi vận đen để chào đón những điều may mắn, tốt đẹp hơn trong tương lai. Với những người tin vào việc cắt tóc xả xui là có thật, mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, công việc hay tâm trạng chán nản, nhiều người thường chọn cắt tóc. Việc cắt tóc như bùa may mắn, giúp giải thoát những điều đen đủi, thay đổi diện mạo để mang lại vận may cho công việc, cuộc sống. Một số người cho rằng cắt tóc phải đúng thời điểm mới hết xui và không bị cắt vận may mắn. Do đó họ tính toán thời gian rất kỹ, xem ngày tốt, xấu để lên lịch cắt tóc phong thủy, hy vọng may mắn sẽ đến. Những người thuộc luồng suy nghĩ này thường tìm hiểu rất kỹ, đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề kiêng kỵ khi cắt tóc. Tóm lại, cắt tóc có xả xui, giải đen được hay không còn tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Tuy nhiên, mọi người cũng không nên xem nhẹ. Hãy tìm hiểu những ngày kiêng cắt tóc để tránh được vận xui đeo bám bản thân nhé. Sau cùng, những thông tin trên chỉ là những thông tin truyền miệng từ dân gian, những quan điểm dựa trên ngũ hành, phong thủy và chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh. Thế nên, nó không thực sự đúng, cũng không có cơ sở nghiên cứu nào chứng minh những điều này sai. Do đó, việc tin tưởng những thông tin này đúng hay sai sẽ phụ thuộc về quan điểm của mỗi người. Tuy nhiên, theo lời dạy của ông bà ta, thì có thờ, có thiêng,
có kiêng, có lành. Do đó, kiêng những ngày không nên cắt tóc là một cách để chúng ta né tránh những điều rủi ro. Và cắt tóc vào những ngày tốt cũng là cách để chúng ta hy vọng về những điều may mắn, tốt lành sẽ đến trong cuộc sống. Đây là một cách suy nghĩ tích cực mà không hề mê tín dị đoan như nhiều người vẫn nghĩ. Hy vọng với những thông tin trên, bạn đã biết thời điểm ngày hôm nay cắt tóc được không? Hay nên cắt tóc những ngày trong tháng nào để như mong muốn, tránh đi những ngày xấu rủi ro, không may và mang lại điều tốt nhất cho bản thân. Việc cắt tóc ảnh hưởng rất nhiều đến chúng ta, vậy nên cố gắng lưu ý để không rước họa vào thân bạn nhé. Và đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.